Thị trấn Mù Căng Chải với diện tích nhỏ hẹp khoảng trên 7 km vuông nằm trong lòng thung lũng với những dãy núi cao bao quanh. Trung tâm thị trấn có dòng Nậm Kim hiền hòa chảy, đem lại cho thị trấn khí hậu trong lành. Nậm Kim là một phụ lưu của dòng Nậm Mu trong hệ thống sông Đà chảy qua các huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Suối Nậm Kim có chiều dài 69 km và diện tích lưu vực là 554 km vuông, khởi nguồn từ núi cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển ở vùng đèo Khao Phạ, đi qua các xã Búng Luông, chảy theo hướng Tây Bắc, đến ngã Ba Kim thì gặp suối Búng Luông đổ vào, sau đó chảy qua các xã Dế Xu Phình, La Bán Tần, Chế Cu Nha, đến xã Mồ Dề, gặp dòng Nậm Mơ và đổi hướng chảy gần Tây. Đến xã Mường Kim thì đổi hướng Tây Nam đổ vào bờ trái Nậm Mu ở bản Nà E, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ai đã từng đến Mù Căng Chải, Yên Bái cũng đều có những cảm nhận rất riêng về vùng đất và con người nơi đây. Với tôi, những kỷ niệm về dòng suối Nậm Kim và sự thay đổi của nó ngày hôm nay là cả một quá trình đầy ắp những thăng trầm và không khỏi có những điều tiếc nuối. Cách đây 20 đến 30 năm về trước, Nậm Kim là một dòng suối lớn trong xanh, quanh năm nước chảy rì rầm, chia Mù Căng Chải thành Tà Ngạn và Hữu Ngạn, mang lại vẻ đẹp thơ mộng hiếm có cho thị trấn nhỏ này. Không những thế, suối Nậm Kim còn có nhiều loài cá ngon, phong phú và sinh sôi. Tuổi thơ tôi lớn lên bên dòng Nậm Kim với những ngày đi câu cá bằng cần, đi câu rút cá quy, đi xúc cá vào mùa lũ và đi đắp cá vào mùa khô khi nước cạn, hoặc đi càn cá vào mùa xuân. Tuy vậy, Nậm Kim từng có những trận lũ lịch sử như năm 1976 cuốn trôi nhà cửa hoa màu ở thị trấn. Mỗi năm vào mùa mưa, nước lũ lại sôi lên cuồn cuộn, đục ngầu, suối lớn như sông đầy nguy hiểm. Suối Nậm Kim cũng giống như con người, cùng lớn lên, trưởng thành và già đi theo năm tháng. Rõ nhất chính là trải qua thời gian, sự biến đổi của lưu vực suối, lượng nước ngày càng ít đi do biến đổi khí hậu và diện tích rừng đầu nguồn bị thu hẹp. Ngày trước, suối sâu và trong xanh, chảy xiết, muốn đi qua bên kia bờ là điều khó có thể lội qua được. Nhưng ngày hôm nay, suối cạn trơ sỏi đá, những đứa trẻ cũng có thể lội qua dễ dàng. Các loài cá cũng vì thế mà tuyệt chủng dần, trong đó phải nói đến loài cá sình, một loại cá mình tròn, lưng đen như cá chóng, nhưng nhỏ như cá trê bùn. Loại cá này chỉ ăn mùn, bám trên đá và sống ở vùng nước xiết. Để bắt được cá sình, người ta phải đi quăng chài hoặc phải tạo dòng chảy trụm lại như cái phễu và đan cái đó khổng lồ, đặt đó để bẫy, vì đặc tính của loài cá sình thích sống ở vùng nước xiết và
và bơi ngược dòng. Thịt của loài cá này vừa ngọt vừa thơm, người Mông thường mổ lấy ruột nấu món bịa cá, mình cá nướng lên giã muối ớt hoặc giã với lá dấp canh để ăn với cơm thì không còn gì tuyệt hơn. Hoặc đơn giản hơn, luộc cá lên rồi dầm với muối ớt, nước luộc cá, nêm thêm một chút gia vị để làm canh, hẳn là bạn sẽ không bao giờ quên được. Ngoài cá sình, dòng nậm kim còn có các loài như cá chê đá hay còn gọi là chê bò, đầu cá dẹt và thân mình vàng óng, bám chặt vào đá vùng nước xiết, hay như loài cá trắng gần giống với cá vược vùng sông Hồ. Nhiều nhất phải nói đến cá huy, thân cá nhỏ như ngón tay, mình tròn, có lẽ vì bé như cái huy áo nên người ta gọi nó là cá huy trắng. Đặc tính thích sống vùng nước xiết, bám vào đá và ăn rêu mùn đất. Để bắt được loài cá này, người ta thường đi câu rút ở những vùng nước xiết sau mỗi một đợt lũ. Mồi thường dùng rung đất nhỏ, dùng chỉ luồn qua thân rồi buộc túm vào đầu que dài khoảng 50cm, cầm cái rổ giá để hứng, đứng vào chỗ suối chảy xiết rồi cho phần đầu que buộc mồi câu xuống gần chạm đáy. Cá sẽ đến cắn và khi nghe cá giật giật thì rút nhanh lên rổ hứng sẵn. Có nhiều cách khác để bắt cá huy, đó là dùng sa để xúc, xúc vào mùa lũ ở ven bờ hoặc khi mùa nước cạn. Hứng dưới những hòn đá, một tay giữ sa, một tay lay đá để cho cá chạy vào sa. Hay vào mùa nước cạn, vài gia đình rủ nhau cùng đi đắp cá để bắt cá huy như trong hình ảnh các bạn đang thấy. Đắp cá là chặn một đoạn suối nào đó cho nước cạn rồi bắt. Ngày nhỏ mà được đi bắt cá huy, đi đắp cá thì không còn gì thích thú bằng. Ngày nay, dòng nậm kim đã già đi, nguồn nước, nguồn cá cũng ít dần. Đắp cá giờ vẫn còn, nhưng cá không còn như ngày xưa. Cả một đoạn suối dài bị đắp cạn. Nếu là ngày trước, hẳn phải bắt được hàng yến cá huy, giờ thì chỉ còn rất ít. Thay vào đó là sâu đá hay con tôm bề, còn gọi là con xin cơm, dần trở thành món ăn đặc sản ở Mù Căng Chải. Có thể nói, hoạt động đắp cá chỉ có ở vùng cao, cũng như loài cá huy chỉ có ở Mù Căng Chải. Và niềm vui thích thú nhất của trẻ em chính là được đi bắt cá huy. Có thể nói, rồi sau này cá huy ở Mù Căng Chải cũng sẽ không còn nữa. Nhưng đó là những ký ức đẹp, là huyền thoại về một dòng suối, về một vùng đất giàu bản sắc. Thank you.
Thế à?